winter is freezing and trees start to bloat. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ cấp ẩm cho da và bắt đầu make up. Sau khi mà mình đi quân sự xong ấy thì mình đã luyện được một kỹ năng là mình make up đầy đủ tất cả các bước chỉ trong 10-15 phút thôi. Vẫn kiểu đầy đủ eyeliner rồi lông mi các thứ. Thế nên là nó rất là tiện luôn, bởi vì kỳ này mình học sáng ấy, mình không có quá nhiều thời gian như kỳ trước nữa. Nhưng mà mình vẫn muốn xinh đẹp đến trường. Đó, và các bước make up của mình thì vẫn rất là đơn giản. Thứ nhất là mình sử dụng kem chống nắng này. Sau đấy thì mình sử dụng kem che khuyết điểm để che đi cuồng thâm, những cái vết thâm mụn. Sau đấy thì mình sẽ dùng bông mút để tán đều da và để cho cái lớp nền nó được tự nhiên ấy. Mình rất là thích một cái lớp nền căng bóng mịn màng mà. Thế nên là lúc nào thì mình cũng sẽ dùng mút để tán nền. Và vì lông mày mình đã có khuôn sẵn rồi và mình đã cạo đi cho nó gọn gàng rồi ấy, thế nên là mình kẻ lông mày cũng rất là nhanh. Mình sẽ chỉ cần viền lại theo cái đường lông mày mình có sẵn, kẻ thêm một tí đuôi và chuốt chuốt cho nó kiểu đều màu ra thôi ấy, là xong rồi. Quan trọng nhất trong tất cả các bước make up của mình chính là má hồng. Mình sẽ không thể sống thiếu má hồng được ấy, thế nên là mình sẽ luôn đánh má hồng rất là đậm. Và mình sẽ đánh kiểu có hôm thì màu hồng, có hôm thì màu cam, nhưng mà chắc chắn là phải đánh má hồng. Kẹp mi này, chuốt mi này, rồi kẻ mắt và đánh son. Thế là xong các bước make up của mình rồi, rất là đơn giản mà kiểu trông vẫn rất là tươi tắn và hồng hào ấy. Nếu như mà mọi người thích cái kiểu make up này của mình, kiểu make up 10 phút mà mình đã dùng từ khi đi quân sự cho đến bây giờ, thì chắc là mình sẽ làm một video riêng để hướng dẫn mọi người make up. Nhưng mà mình thấy mọi người đấy là nó siêu dễ và siêu nhanh. Hôm nay thì mình sẽ chỉ có một ca học thôi, và ca học này thì bắt đầu vào lúc 7 giờ. Nhưng mà như mọi người thấy đấy, lúc nào mình cũng sẽ muộn tầm 10-15 phút, bởi vì phải chờ lấy vé gửi xe rất là lâu. Và ca này của mình thì là ca tiếng Anh chuyên ngành listening, là môn mà mình sợ nhất trong kỳ vừa rồi. Và mình nghĩ là mình sẽ sợ nó thêm nhiều kỳ nữa. Thế nên là mình đã quyết tâm là kỳ học này mình sẽ cố gắng học môn này hơn, luyện nghe nhiều hơn. Tại vì rõ ràng mình thấy là mình có khả năng nghe nha, nhưng mà cứ đến khi nghe tiếng Anh chuyên ngành là nghe bản tin ấy, thì mình lại không thể kiểu tổng hợp được thông tin nhiều ấy. Thế nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ luyện tập thêm trong kỳ học này. Mày biết vì sao nắng không? À nóng không? Mày mặc áo dài tay. Con quỷ. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn sáng. Bọn mình có 10 phút nhưng mà chắc là mình sẽ ô dề tầm 15 phút. Đẹp nhỉ? Em ơi, sáng nay tao còn đi học đúng giờ rồi mà tao đứng chờ. Tao chỉ đứng chờ để lấy cái vé thôi mà tao cũng đến muộn, thành muộn rồi ạ. Được vậy, dã man đấy. Bây giờ đã là năm thứ 3 mà mình học ở chùa Láng rồi. Thế nhưng mà phải nói thật mọi người một điều, đấy là mình thấy đồ ăn chùa Láng không ngon như mọi người thường nói. Và năm nhất ý, thì mình còn kiểu thử cái này cái kia. Thế nhưng mà cho đến bây giờ mình học năm 3 rồi thì chủ yếu là mình ăn sáng ở trong Circle K, hoặc là mình mua xôi, mua bánh mì ở những cái hàng xung quanh thôi. Chứ còn mình sẽ không ăn kiểu những cái hàng hot mà mọi người thường nói, bởi vì mình thấy là nó cũng không ngon thế.
Hello mọi người, mình vừa mới đi từ trường về nhà xong. Kiểu tại vì mình hôm nay mình cháu có một ca đấy, thế là mình đã quyết định là mình sẽ về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, với cả là mình cũng có một vài việc phải hoàn thiện, nên là mình về nhà mình làm nốt. Sau đấy thì buổi chiều mình mới lên văn phòng. Mình quyết định lên văn phòng luôn đấy, nhưng mà mình mệt quá mọi người, nên là mình quyết định là về nhà nghỉ ngơi một tí. Thế bây giờ mình sẽ giải quyết nốt các cái công việc còn dang dở để buổi chiều lên văn phòng mình làm. Thì còn sau đấy mình sẽ đi ăn trưa, ngủ trưa một tí, và sau đấy thì mình sẽ dẫn mọi người đi thực tập cùng mình. Ok. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete. Hello mọi người, đây là chị Phương Anh. Chị Phương Anh, mọi người tóc mới đi chị. Đẹp. Và hôm đấy thì công ty mình còn chuẩn bị trang trí trung thu ấy. Và nếu như mọi người theo dõi mình trên Instagram thì mọi người sẽ biết rằng là mình rất là thích trung thu. Mình đã đi hàng mã từ rất là sớm rồi. Mình kiểu up siêu nhiều story rồi video các thứ liên quan đến trung thu nữa. Thế nên là đoạn này mình cực kỳ phấn khích luôn. Đoạn này là tự nhiên trên đường đi ra bãi gửi xe, bọn mình nhận ra là bọn mình đều mặc đồ kiểu đen trắng ấy. Thế bọn mình đã dừng lại để quay video để về có thể cắt ra làm ảnh kỷ niệm. Nói chung là mình đi làm mình rất là vui, và mọi người xem story mình cũng biết đúng không? Siêu vui luôn. Hiện tại thì mình cũng chưa biết chính xác khi nào thì mình sẽ kết thúc cái kỳ thực tập này. Thế nhưng mà mình biết là mình sẽ còn rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ ở đây, và mình cũng sẽ update ở trên story của mình, hay là mình sẽ làm thêm những cái vlog thế này nữa. Thế nên là mọi người hãy đón chờ nhá. Mình đang ngồi xếp lại mấy cái ảnh này mọi người ạ. Tại vì đây là những cái ảnh mà mình đã chụp bằng máy phim của mình, cái máy mà lần trước mình unbox ở cái video trước ấy. Và đây là những cái ảnh mà mình chụp ở Vĩnh Phúc, ở khu quân sự của mình. Siêu đẹp ấy mọi người ơi. Từ lúc mình có cái máy này mình rất là chăm chụp, rất là chăm chụp ảnh lấy luôn. Đẹp nhờ. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngồi để viết
viết ngày tháng địa điểm lên cái mấy cái ảnh này, tại vì mình để quên ở túi của Hà nên là hôm qua ngày đi học đầu tiên thì bọn mình mới gặp lại nhau, bọn mình mới lấy được lại mấy cái ảnh này đây cho mọi người xem. Đây là ảnh tập thể lớp mình này, còn đây là ảnh mình với các bạn. Đây là phòng của mình. Lúc đầu mình nghĩ kiểu phòng mình 32 đứa, 31 đứa thì sẽ kiểu cãi nhau trong các thứ cơ, nhưng mà cuối cùng siêu vui và không có việc gì xảy ra cả. Ha, bạn cung dương của mình. Đấy, thì đây là những cái ảnh đấy. Bây giờ mình sẽ sắp xếp nó lại và mình cho vào album của mình, với cả là mình viết tên cho nó, viết ngày tháng năm. Sau khi nghịch ngợm và hí hoáy một hồi thì cuối cùng mình đã đi ngủ luôn mà quên mất không quay cho các bạn những cái cảnh còn lại. Thế nhưng mà nói chung là một ngày của mình thì cũng chỉ còn cái hoạt động như vậy thôi. Update với các bạn một chút sau khi mà mình quay trở lại trường học. Và hy vọng rằng thời gian tới thì mình sẽ có thể ra thêm nhiều video hơn nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây của video. Giờ thì bye bye!